chỗ này còn bụi. Bà phải lau cho mấy cái góc khuất này nè, nó mới sạch được. Lau ngoài sao sạch. Đây nè, nhìn nè, mấy kẻ nè, dơ hài luôn. Trời ơi, không sạch đi nè. Bà khỏi lý, lau sống này còn lên lầu tôi lau nữa. Đây là công đoạn cuối cùng, quan trọng và khó khăn nhất của chúng ta trong tiết mục văn nghệ lần này. Trọng trách quan trọng này anh sẽ giao cho Khang và anh cũng làm. Đây, đầu tiên Khang sẽ giơ hai tay ra phía trước rồi để ánh nhảy lên, vậy thôi. Mấy cái này dễ ờ mà em làm được. Chắc không vợ? Chắc chứ. Làm đi. Có được không vợ? Được. Đảm bảo. Thì không? Làm đi, không có sao đâu. Mọi người cũng đang chờ nó kìa, nhanh lên. Tôi chắc chắn là làm được luôn á. Bạn chắc chắn nha, chứ tôi sợ đau lắm á. Đúng không? Bộ bạn còn giận tôi hả? Tôi xin lỗi rồi mà. Nó tập trung học đi kìa. Nhưng mà tôi không có cố tình thiệt mà. Thì tôi xin lỗi. Tại sáng tôi hơi lớn tiếng với ông. Vậy là bà không còn giận tôi nữa phải không? Ừ. Mẹ tôi nói á, là có lỗi thì phải nhận, còn á có sai thì phải sửa. Hay là tí hồi tụi mình học xong á, tôi dẫn bà ra ngoài đầu hẻm ăn chè bà tám nha. Tôi sai tôi bao nha. Ok. Alo Duyên hả? Đi qua chưa? Mọi người đang chờ nè. Ủa chờ Khang chơi? Ủa không luôn hả? Sáng Duyên nói là tối nay Khang qua dạy chúng tôi rồi nè. Ôi, Khang quên mất tiêu à, bữa khác được không? Không được, mẹ đi nấu nhiều đồ ăn lắm. Người thân hại Khang đang chờ ở bên này nè. Rồi, biết rồi. Hay là bữa khác mình đi ăn chè được không? Tại tôi có hẹn với bà Duyên mà tôi quên. Ông đi đi, bữa khác